Sáng ngày 14 tháng 1, Hội người cao tuổi xã Cương Gián tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có trưởng ban dân vận huyện ủy Trần Quỳnh Thao và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lê Tiến Hải. Đây là đơn vị được Hội người cao tuổi huyện Nghi Xuân chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội trong toàn huyện. Hiện Hội người cao tuổi xã Cương Gián có 1.475 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi xã Cương Gián đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, trọng tâm là thực hiện 3 nhiệm vụ và 2 chương trình công tác hội. Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luật người cao tuổi và điều lệ Hội người cao tuổi Việt Nam thông qua các buổi sinh hoạt, tổ chức hội. Qua các hội nghị, tổ chức được 15 buổi tuyên truyền với hàng ngàn lượt hội viên tham gia. Trong nhiệm kỳ qua, Hội người cao tuổi xã Cương Gián đã phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng quà người cao tuổi, chúc thọ mừng thọ cho 785 lượt hội viên với số tiền 178 triệu đồng, phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho tất cả hội viên. Việc xây dựng quỹ chăm sóc người cao tuổi được quan tâm, hoạt động đảm bảo. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của người cao tuổi diễn ra sôi nổi, rộng khắp với tổng số 24 câu lạc bộ văn nghệ, thơ ca, thể dục thể thao, dưỡng sinh. Có 379 hội viên tham gia sinh hoạt. Cùng với các hoạt động trên, Hội người cao tuổi Cương Gián còn phát huy hiệu quả vai trò tuổi cao gương sáng, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và các hoạt động từ thiện nhân đạo ở địa phương. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội người cao tuổi xã Cương Gián phấn đấu kết nạp thêm 700 hội viên mới. Trên 75% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 15 trên 15 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đưa bình quân quỹ người cao tuổi trên 500.000 đồng một hội viên, trên 85% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện Nghi Xuân, ông Nguyễn Ngọc Anh, mong muốn trong thời gian tới, Hội người cao tuổi ở Cương Gián phát huy những kết quả đạt được. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội người cao tuổi Cương Gián cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác đề ra, chú trọng đến công tác tuyên truyền, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, không ngừng phấn đấu, phát huy tốt vai trò gương mẫu, đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc người cao tuổi. Với tinh thần đoàn kết, tập trung, Đại hội đại biểu Hội người cao tuổi xã Cương Gián lần thứ 7 đã bầu 17 ông bà vào ban chấp hành. Dịp này, lãnh đạo huyện Nghi Xuân đã trao bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội, Hội người cao tuổi tỉnh và của Ủy ban nhân dân huyện cho 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hội.